doanh, thương mại, hoạt động cộng đồng, sự kiện giải trí. Asianet TV, kênh truyền hình đầu tiên cho cộng đồng người châu Á tại Mỹ. Asianet TV thuộc ban tần KSLA kênh 44 với hơn 23 triệu lượt xem và 5,6 triệu gia đình ghi danh, phủ sóng trên 5 quận hạt: Los Angeles, Orange, Ventura, Riverside và San Bernardino. Đón xem Asianet TV vào mỗi chủ nhật hàng tuần lúc 5 giờ chiều với những thông tin chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, hoạt động cộng đồng và sự kiện giải trí nổi bật nhất. Asianet TV nâng tầm tiếng nói người châu Á tại Mỹ. Mọi chi tiết bảo trợ quảng cáo xin gọi về số 310-500-8520, 310-500-8520. Asianet TV. Bây giờ chị Hương Thảo muốn chia sẻ với quý vị một người em của dược sĩ Hương Thảo mới nhận đẹp trai. Một người em vẫn còn single available. Chờ tí nữa giới thiệu thôi. Đây là đạo diễn producer của cuốn phim Phượng Khấu mà hồi nãy dược sĩ Hương Thảo nói với quý vị là dược sĩ Hương Thảo sẽ là một trong giám khảo cho Asian Film Festival in Hollywood cho ba cái phim của người Việt Nam, trong đó có Phượng Khấu vì lý do là một cơ duyên Tuấn Anh bay qua Mỹ để mà giúp cho tình yêu dễ thương của Tuấn Anh, đó là ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Thì nhờ có bay qua đây giúp cho ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, nhưng mà chưa biết dược sĩ là ai hết. Đúng rồi. Thì ngày hôm nay, My rất trong là suốt 10 ngày qua làm việc với lại chị Hai đúng không? Thì giờ surprise thì chia sẻ cho mọi người nha. Thật ra xong là lần đầu tiên mình gặp chị Thảo là bước ra từ phòng lab. Thấy mình biết rồi, như một con sen. Một con sen thật sự luôn, nghĩ chị Thảo, mình không nghĩ chị Thảo là một boss, big boss và smart của mình, không nghĩ như vậy. Một người thông minh, mình nhìn chị Thảo như là một cái cô nhân viên ở trong cái phòng lab thôi, tay thì đầy quá chất, ok, thì đó không quan trọng. Và chị Thảo là người nói tiếng Việt không có rành lắm nữa, thì bắt đầu mình nghĩ chị Thảo không có gì gọi là hấp dẫn, xuất sắc cả. Chị Thảo chỉ giỏi cùng lắm là cái người nói thì dược giỏi thôi. Nhưng đến khi gặp với nhau, làm việc với nhau trong tối cái đêm event thì cá nhân Tuấn Anh bằng một cái trung tâm rất là bất ngờ, mình là cũng là dân thuyết trình. Thì chị Thảo theo tiêu chuẩn người Việt Nam sẽ rất là khác chị Nhung, khác chị Vân, ba. Nhưng mà ở trong người phụ nữ đó rất là tự tin và đầy power, rất là đầy năng lượng. Và tự cô ta nói về chuyên môn cô ta bằng cái... Cho nên từ chị Thảo mình hiểu một điều là khi bạn yêu một cái gì đó đó, bạn sẽ nói về nó một cách đầy say mê và đầy năng lượng. Thì chị Thảo là như vậy. Là chị nói về BCA như là nói về một view gì đó, nói về BCA nói về ông xã gì đó. BCA giống như ông xã này đã có gì đó. She thought about BJ like she thought about you, right? So có nghĩa là tối ngày hôm nay cái buổi event của khoa học, nói về khoa học của PCA cho toàn thế giới biết bằng tiếng Anh thì phải có là MC là một người Mỹ, Kyo York, nói rất là hay. Nhưng mà vì Kyo York mới gặp bác sĩ Johnson, mới gặp mọi người, mới gặp dược sĩ Thu Thảo và cũng không có học hỏi nhiều và cũng không biết nhiều về PCA nên Kyo York không thể nào diễn đạt được. Đúng rồi. Cho nó trở thành là một cái buổi event khoa học để mà tất cả mọi người, mọi giới, nào là celebrity của Mỹ có tới, nào là báo chí cũng có tới, báo chí Mỹ, báo chí Việt Nam thì quý vị cũng biết rồi, đức tiếng là media, chuyên về media cho trong ngành trong cộng đồng Việt Nam. Đặc biệt thì phải chia sẻ một chút xíu là quý vị phải nhớ đón xem coi phim Phượng Khấu ở đâu. Yeah, Phượng Khấu đón coi phim Phượng Khấu ở trên YouTube nè. Coi được free miễn phí. Miễn phí hoàn toàn. Nhưng mà có thể là sau 6 tây tháng 11 là nó sẽ trở thành ở trong rạp của Mỹ. Right. Đó, nên quý vị phải coi trước. Và đây là cái Đức Tiến official YouTube mà giờ chia sẻ cho quý vị trước để quý vị coi được free, đúng không Tuấn Anh? Rồi. Tại vì sau cái ngày 6 tháng 11 Asian International Asian Film Festival thì lúc đó là ông ta sẽ bỏ ba cuốn phim của nước Việt Nam vô trong rạp cine của Mỹ. Và nước cine phải mang BCA đó, thấy không?
Rồi, thì bây giờ sẵn đây có Đại Gia Huệ. Đại Gia Huệ, chị Hương Huệ Diamond. Chị Hương Huệ Diamond nói chung đi. Tên tiệm của chị Hương Huệ nói đúng là Yellow Diamond ở bên Maryland. Oh, you là master in Yellow Diamond, right? Yeah. Sở dĩ ai cũng hỏi tại sao lại cái tên Yellow. Yeah. Kim cương màu vàng. Ồ, xỉ. Nó rất là đặc. I know. Nó là hoàng kim á, nói theo Huế của chị là hoàng kim á. Màu vàng hoàng kim. Phim đây là không có cũng không có nghĩa là có cái việc rất là cảm hàng cảm diễn. Sang Mỹ có một cái chương trình rất là đặc biệt công tác, và ngoài ra là cũng tham gia cái buổi event thì mình cũng có hành được gặp, nhưng mà hình như là mình còn lướt sơ, mình quay nhẹ thôi, chưa quay hết. Nhưng mà theo mình biết là Hí cũng gốc từ Huế, gốc cung đình Huế. Những cái giá trị văn hóa, những cái mà chúng ta đi đâu ấy. Và quý vị nên nhớ rằng khi mà mình cũng hoặc là mình nhớ lại hoặc là trong cái cuộc sống hiện nay là ở Việt Nam người ta bị dịch rất là nhiều, không phải là corona mà những cái côn trùng khác, những cái vấn đề biến thể đi ra ngoài vườn cây này á, thì quý vị lỡ bị côn trùng nó cắn, nó bị chậm đỏ, thì lấy cái chai PCA là loại đó là giống như là toner, xịt nó vào. Thì khi mà xịt nó vào khoảng 2 giây thôi là tự nhiên là bắt đầu nó bớt đỏ. Lấy đâu chị? Khoan, nhưng mà này phải hỏi lần là dược sĩ Phúc Thọ có trả tiền cho Hương mà nói sao mà hay mà mê tài ly như vậy. Tại vì là mình tham gia, mình gặp được bác sĩ Trần Sử, có đến một cái buổi là trong tim thì gặp dược sĩ Phúc Thọ đã tài trợ cái PCA cho tất cả các thành viên ở trong đó. Sau khi mình về, mình xài, mình xịt rồi mình lại wow, cái bữa đó mình về mình bị mũi cắn, tí tối quá thì sưng lên một cục, không biết làm sao, rồi mình nhớ trong đầu, ô hình như PCA là một cái dạng cái màng lớn, màng lớn giống như là một cái gì đó mà nó sao mình giống như mình cảm thấy nó cái gì nó hơi đặc biệt, cái đầu mình ném ra mình sợ thật từ sao. Tại vì nghe đồn nghe là gì con corona thì mấy cái con trùng này chắc không sao. Xịt lên, thật sự luôn, mình không bao giờ nói gà. Nó nhiều cái da mình mà xuống liền là bắt đầu nó nổi, bắt đầu ok. Cho nên là mình nghĩ rằng đó là bất cứ những cái thuốc gì mà tất cả các nhà dược sĩ sản xuất ra là đều tốt giống nhau. Nhưng riêng cái PCA của Dr. J kết hợp với bác sĩ Johnson đó là người đã phát minh ra và người đã trực tiếp và có nhà máy sản xuất luôn và sản xuất tài lý nữa, cho nên là chúng ta bảo đảm nó an toàn. Một cái điều mà quý vị nên nhớ rằng là ha, cả một cuộc đời của một người bác sĩ, một người dược sĩ đã cống hiến cho cái khoa học và họ đã đạt được rất là nhiều cái bằng, phải là 80 mấy cái bằng luôn. Đó là một cái người phải là huyền thoại rồi. Như là Hương muốn có một cái làm một cái việc nghĩa tỷ là tặng cho những ai ở bên Việt Nam đang cần tới hai cái chai xịt có PCA này, là một chai xịt mặt và một chai xịt tay và khẩu trang. Thì nghe nói là Đức Tiến có muốn có xin nó xin luôn đi, có muốn là xin luôn. Xin cho người nghèo. Nghe chị nói là có 2.000 chai thì Tiến ngồi xin 500 chai thôi, chị nói không thì cho luôn 1.000 chai, chị nói là đi chị. Ok, bây giờ trong dự định của mình sẽ cho 10.000 chai. Wow, vỗ tay đi nào, cho nó 10.000 chai rồi thấy chưa. Một cái điều mà chúng ta rất là quan trọng đó là khi mà chúng ta bước vào trong xe, thì trong xe là mình không có giờ để ý đến, thì khi mình bấm cái é lên á thì tất cả cái vi trùng trong cái xe là bắt đầu nó tuôn ra, rồi mình nói chuyện điện thoại, mình nói chuyện cái này cái kia là nó vô hết trong cái đường hô hấp. Thì trước khi mình lóc cái cửa xe vào nhà
quý vị nên xịt hết tất cả những cái ghế, nó là những cái xe rồi trong đó đóng cửa lại, là coi như là 24 tiếng đồng hồ sau là tất cả các con vi trùng đó là chết hết. Ngày mai mình còn bấm cái e lên là cũng rất là an toàn. Quý vị nhớ bước ra khỏi nhà xịt liền cái thô nào, thì cái cơ hội của cái con vi trùng đó không bao giờ có cơ hội để nó đi vào đường hô hấp của mình. Tại sao? Tại vì PCA là nó có cái con dao tổn xây dựng cơ cắt ngay cái gai của con corona, thì cho nên là chúng ta là cái cơ hội vì cái vấn đề đó rất là ít. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nên chú ý. Dạ vâng. Vì quý vị thấy được những cái hình ảnh đẹp và những cái logo đẹp của buổi ra mắt tối hôm nay là do một cái team Kiến Cần làm. Thì phải nói rằng là Kiến Cần em trai chưa gặp mặt chị hai nghệ sĩ Thi Thảo, nhưng mà chị hai cũng thấy được hình của em trên Facebook và hy vọng một ngày nào đó thì hai chị em của mình sẽ hội ngộ. Chắc chắn rồi. Và là Việt Nam. Bây giờ là chị hai thương em là vì sáng em lo đi nấu ăn cho những học sinh Việt Nam ở Sài Gòn mà đang khốn khổ, mà thấy em là cũng là thư sinh, là giáo sư trong trường đại học mà khổ công khổ nhọc, bỏ công bỏ sức để mà góp một bàn tay để mà giúp cho những học sinh đại học. Đúng rồi, có một bữa ăn. Có được một bữa ăn để mà không bị đói trong mùa Covid lockdown này ở bên Việt Nam. Thì sẵn đây chị hai và chị Hương Thảo cảm ơn đại gia Hương Trương Yellow Diamond là xin giùm cho cái team của Kiến Cần một ngàn chai để Kiến Cần phân phát cho tất cả những học sinh đại học mà Kiến Cần đang nấu ăn cho các bạn trường đại học du lịch. Thì chị hai có coi vlog của Kiến Cần ở trên YouTube, giờ Kiến Cần cũng phải coi lại YouTube của chị hai là kiến thức cùng dược sĩ Hương Thảo. Wow. Rồi bây giờ chị hai đã làm việc xong rồi, là xin được 1000 chai của đại gia Yellow Diamond tặng cho Kiến Cần nhé. Ok Kiến Cần, mỗi lần mình nấu ăn như vậy là thường nấu 4000 khoảng bao nhiêu? 4000 còn ăn mỗi một ngày. Đây là kinh phí là cái cô trưởng khoa của đại học đó, và mỗi lần cô xin tiền là cô sao kê công khai, sao mới được như vậy? Thì tụi em cho thôi, mình cũng không cho, bởi vì có những bạn sinh viên là ba mất mẹ mất, mặc kẹt lại ở Sài Gòn luôn, và những bạn mất gánh cánh nửa đường không đi học được, rất là thuận lợi. Thì bạn Kiến Cần không lo cho những cái phần khác, mà Kiến Cần lo cho cái trường đó, cho sinh viên. Thì em nghĩ đó là một cái ngách mà ít đang quan tâm. Người ta nghĩ người lao động, người công nhân, người thích, người sinh viên được chạy lại Sài Gòn khó. Bây giờ mình đưa ra một ý kiến nha. Dạ. Bây giờ người 1000 chai chị Hương sẽ tặng cho cái team của Kiến Cần. Wow. Chị Hương Cần muốn có ý kiến gì nghe nè, nghe chị Hương nói. Người đó là cần. Kiến Cần nha. Năm em sẽ động viên. Sẽ cho hai em. Hai em bay qua Mỹ đi học ở Mỹ. Rồi rồi. Là sao? Lá lại. Ủng hộ cho hai em sinh viên trường đó bay sang Mỹ bằng cái học bổng của chị Hương cho. Wow. Rồi. Trời ơi. Cái đợt này anh em về quá à, Tuấn Anh ơi. Anh em về tuyển chọn hai bạn đó qua đây quá. Đầu tiên cần nói là cảm ơn đến chị Hương đã ủng hộ cho bên của team Kiến Cần. 2000 chai PCA, 2000 chai đúng không? 1000 cho Đức Tiến và 1000 cho team Kiến Cần. Đức Tiến thì đặt 1000 cho bên họ Đức Tiến là trái tim Việt Mỹ. Đức Tiến đại diện họ, cảm ơn chị nha. Là Tiến sẽ chuyển cái này 500 cho Sài Gòn và 500 cho quê nhà Đồng Nai Đức Tiến. Rồi con lại Kiến Cần thì cảm ơn cái gì nè? Team Kiến Cần thì đại diện Kiến Cần sẽ cảm ơn chị Hương cũng như dược sĩ Thu Thảo. Bởi vì sao? Bởi vì Tuấn Anh nghĩ là các bạn sinh viên cũng rất là cần cái này để bảo vệ sức khỏe, để mà chống chọi và tiếp tục cái việc học cũng như bộ viên của mình, để không có thể bỏ học nửa chừng. Là cái lời cảm ơn của Team Kiến Cần dành đến chị Hương và dược sĩ Thu Thảo. Dạ.
rồi ngoài ra thì mình cũng có cho các em đọc trong tim là khuyết tật, thì cũng có anh Thành Lễ. Đây, Thành Lễ đây. Thành Lễ là cái người phụ trách mà manager của nhóm đọc trong tim. Về bên đó là mình lo hết từ thức ăn cho đến thuốc men và tiền bạc trước khi Covid đã bị đóng cửa phong tỏa. Ngoài ra bây giờ còn lại 8.000 chai. Thì quý vị hoặc tổ chức đơn vị nào ở Việt Nam cần sự giúp đỡ và cần thiết và hiểu được cái giá trị sự sống của mình như thế nào khi mà cần cái PCA đó để mà có thể là không nhắm xin giúp đỡ cho gia đình của quý vị. Nếu mình cần trước mắt là như vậy đi. Hội của quý vị thì cứ liên lạc với Đức Tiến cùng là liên lạc với Tuấn Anh. Thì 8.000 chai đó mình sẽ chọn những cái hội nào cần đến để mà chị Hương với là như thế này nè. Quý vị hôm nay nghe trên cái truyền thông như thế này á, đừng bao giờ có một cái điều gì sợ sệt. Khi mình cần lên tiếng cứ nói, cứ nói sẽ có người giúp. Không người này người khác. Đừng có nghĩ rằng là thôi sợ quá hoặc là như thế ngại quá cứ liên lạc anh Đức Tiến hoặc Tuấn Anh hoặc là anh Thành Lễ thì có thể là giúp đỡ trong cái vấn đề này. Ngoài ra quý vị nào cần cái gì mà khẩn cấp cứu và những cái trường hợp mà cuối cùng mà coi như là nguy cấp thì mình sẽ nhờ đến dược sĩ Thu Thảo và bác sĩ Trang Sinh có một cái loại thuốc rất là đặc để mà uống vào trong cơ thể để làm cho cái đề kháng của mình nó một cái là mạnh có thể đi qua. Và ngoài ra mình sẽ cho thêm một số những cái máy để mà thở. Cái đó hay lắm đó. Khi mà cơn ho nó lên quá cao á thì rất là khó thở, thì cái PCA trong nước nó làm cho giống như là cái hơi thở của mình nó dễ chịu hơn, thì mình cũng sẽ hỗ trợ cái phần đó rất nhiều của Thu Thảo và sẽ giúp thêm cho mình. Ngoài ra thì rồi em định xin nước cho chùa ở dưới Đồng Nai em quá mà ngại em xin. Nếu mà dưới Đồng Nai vô quê em một đứa xin một đứa cho nó một em mồ côi em sẽ có một cái chỗ mồ côi, thì nếu mà em nó học giỏi mà xin được cái thủ tục qua em đây học được thì chị bảo trợ cho nó nha. Được, mình được Thảo sẽ giúp. Ok, được không? Rồi, thank you anh chị. Cho một em đó ba. Mà làm về thủ tục giấy tờ là cái người của mình tại Sài Gòn. Đúng rồi, người mình làm á. Nhưng mà nói trước nha, hai tuần thôi là có giấy về đi liền. À, hay quá. Như vậy là ba em tất cả, hai em là ở trường của bên du lịch Kiến Cận và một em là ở bên nhóm của Đức Tiến. Đúng không? Đức Tiến sẽ tuyển chọn em đó và giới thiệu qua bên hai chị và hai chị xem xét. Mọi người ở bên Việt Nam hoặc là chúc tất cả mọi người ở Mỹ nếu chưa biết đến PCA thì quý vị nên cần tìm hiểu đến PCA vì nó là một cái đột phá mới của một niên kỷ mới 21 này, và để sống trong mùa đại dịch này thì mình phải cần biết tới nó để mà bảo vệ mình, bảo vệ sức khỏe, để mà sống với lũ, sống với coronavirus được an toàn. Do đó cái thông điệp là Hương, bác sĩ Johnson, dược sĩ Hương Thảo và tất cả các anh chị em nghệ sĩ nào đã biết tới PCA thì cũng muốn lan tỏa cái thông điệp PCA này đến cho mọi người. Nên mọi người phải hiểu là cái lòng của Hương đã bỏ ra tiền bạc và bảo trợ 10.000 chai thuốc như vậy, là quý vị cũng đã thấy được cái lòng cao cả của một người phụ nữ thương đến người Việt Nam của mình, thương đến những ai đang khổ cực ở bên Việt Nam. Nhưng quý vị nhớ Hương nói như ngoài ra mình sẽ có một cái điều rất là nhỏ mà quý vị nên lưu ý, tại vì tất cả chúng ta đang sống ở Mỹ đã trải qua một cái sự kinh hoàng về cái vấn đề corona, thì tất cả chúng ta đều chích vaccine, cho nên là một số quý vị bị nhầm lẫn rằng là khi chích rồi không sao, rồi đó là một cái điều chỉ còn 50-50, có nghĩa rằng là con vi trùng đã xuất hiện trong cái cơ thể rồi, nhưng không có nghĩa là mình không thể cũng bị. Quý vị nên nhớ khi mà con vi trùng đã xâm nhập vào cơ thể, quan trọng nhất là cái lá phổi của mình, mà khi mà lá phổi mà nó có vấn đề rồi thì chúng ta là không thể nào cứu được, nên chúng ta cần cái PCA này để mà xịt ngay trên face của chúng ta.
là cái cơ hội con vi trùng tuyệt đối luôn, gần như là 96% nó không có khả năng nó bò vào những cái đường hô hấp mũi hay là miệng hay mắt hay là tai. Cho nên chúng ta nên cố gắng phải bằng mọi giá phải tìm ra cái được PCA này để mà xài. Đó là cái điều mình đưa thông điệp đến tất cả quý khán giả. Nếu mà trường hợp mà số lượng mà sinh nhiều hơn những cái người nào mà nghèo ở nông thôn thì mình có thể cho thêm 10.000 trái nữa, thì lúc đó mình sẽ nhờ sự tư thảo sẽ hỗ trợ thêm cái vấn đề này. Thế lại muốn tóm lại, tối rồi phải nói là cũng nhờ một cái show đơn giản Ngọc Kim Kim đã bảo lãnh các em khuyết tật qua. Trước đây vài năm cô Hương này đã từng bỏ tiền mua vé máy bay làm giấy tờ bảo lãnh các em như là thế bên thủy tiên nhiều lắm, hôm nay mới lộ diện. Còn đây là người bạn mười mấy năm luôn, chỉ có một cái show đơn giản thôi, tối nay chúng tôi mà chúng tôi gặp những người không những có tài vải đẹp, những người có tài mà lại có tâm nữa, mà lại có tình mà có trí. Bởi vì thằng Lễ rất hạnh phúc, chúng tôi chỉ là nghệ sĩ, chỉ biết trình diễn đi hát ca. Một bên là kiếm, đi kiếm tiền, lo rất là cực khổ. Quý vị coi gì cho chị Hương rất là cực, rất hạ tập hạ tiện cho cá nhân mình, nhưng dành dụm để lại cho các em. Không phải là mình cho một cái dễ nhưng mà muốn khích lệ và muốn cứu liền. Còn đây là một người học đến rất cực khổ cùng với bác sĩ Johnson để chế ra những cái thuốc rất là tuyệt vời. Nên các bạn ơi, các bạn may mắn lắm, các bạn Ngọc Kim Kim, nhất là các em khuyết tật. Các em khuyết tật là đi lại rất là khó khăn mà các em đã được những cái thuốc mà anh Lễ gửi về là BCA, mấy viên thuốc, mấy cái thuốc xịt đó, các em coi như là một cái món quà phải nhớ mãi trong cuộc đời mình. Tại vì đây là sự đánh đổi thời gian rất nhiều, mà tấm lòng một người thì bỏ tiền, một người bỏ công, và một người chỉ tạo là cái sự liên hệ của những tấm lòng. Anh Đức Tiến cũng là một người nghệ sĩ, Hy cũng dùng những cái khả năng, những cái sức để thuyết phục, để nói cho quý vị nghe. Và đây là những người xung quanh, là những người của tối rồi. Mong chúng ta sẽ cầu nguyện nhau và giúp cho những người này chỉ có hạnh phúc thôi. Và chúng ta có rồi, chúng ta chia sẻ lại người khác nha các bạn. Chứ đừng có mình thủ thôi, mình đem điều đó mình truyền cho mọi người nói chừng. Không những chức DCA mà chúng ta, ngày mai chúng ta còn biết đâu các bạn sẽ trở thành những học sinh giỏi, những rồi doctor giỏi hơn thì bảo, giàu hơn cả cô này, thì chúng ta share lại một nửa thay mặt tất cả quý khán giả. Cảm ơn Đức Tiến là người đang quay, và bạn ông xã của đồng chí Trần. Cảm ơn Thu Hạnh nhiều lắm. Cảm ơn Hương, hai bạn sẽ forever. Đây, bàn tay là bàn tay những bàn tay ngọc với nhau. Thank you. Và Nguyễn Đức Đạt có vài lời nói, và đây là một người nhạc sĩ. Thưa quý vị, hôm nay là một cái buổi event rất là đặc biệt ở chương trình của PCA. Thì Nguyễn Đức Đại cũng biết chị Thu Thảo qua chương trình Ngọc Trung Tim vào 1-2 tháng trước. Quý vị ơi, bữa nay Đạt rất là được hân hạnh cống hiến một bài nhạc dịch cho do chính mình sáng tác, nói về những tấm gương thiên thần như Thu Thảo, như chị Hương, như Dr. Johnson, những cái tấm gương thiên thần có những quả tim vàng mà làm cống hiến cuộc đời, cả cuộc đời, sự nghiệp, tiền bạc để cho những cái công tác nhân đạo, công tác charity, bác ái, mà Đạt rất là ngưỡng mộ ra có viết những cái bài hát cho những người như thế này. Thì rất là hân hạnh được gặp nhiều bạn mới như Đức Tiến nè, cũng biết lâu nhưng mà bây giờ bắt đầu mới thân đó. Rồi Quỳnh Tuấn Anh, rồi Kiều York, rồi gặp được Dr. Johnson Johnson nữa thì rất là hân hạnh cho một người không thấy đường như tôi. Cảm ơn. Bài hát đó là hay. Rồi vậy là cảm ơn lần nữa, là cảm ơn đến chị Hương nha, cảm ơn sĩ rất nhiều nha. Và quý vị nhớ là Đức Tiến có nhận giùm cho mình 1.000 chai, và một em sẽ được hai chị bảo trợ, và Tiến sẽ đăng này lên để cho các bạn tự ứng cử và sẽ gửi hồ sơ anh chị nha. Tôi làm tôi nở mặt với Hương à, từng bạn 30 mấy năm rồi, tôi nghe phong phanh là tôi rất là thương bạn. Ok. Tôi nghe đồn gì đó, có một người nào nó có cái tấm lòng là tôi thích à. Rất là vĩ đại và rất là cao cả, và rất là một người con gái Việt luôn luôn. Người con gái Việt Nam già bạc luôn luôn muốn giúp cho những người khổ hơn mình hoặc kém hơn mình. Nhưng mà thật sự là Hương đánh đổi lại thời gian và cái sự khổ nhọc
để mà làm kiếm ra được đồng tiền thì các bạn cũng phải quý một cái tấm lòng cao cả như vậy nha. Hương nhớ là Hương kể rồi. Ok. Bye bye nè. Bye bye. Rồi bye bye nha. Bye chị. Thank you nha. Rồi gặp lại nha. Bye bye. Bye. Kinh doanh, thương mại, hoạt động cộng đồng, sự kiện giải trí. Asianet TV, kênh truyền hình đầu tiên cho cộng đồng người châu Á tại Mỹ. Asianet TV thuộc ban tầng KSLA kênh 44 với hơn 23 triệu lượt xem và 5,6 triệu gia đình ghi danh, phủ sóng trên 5 quận hạt: Los Angeles, Orange, Ventura, Riverside và San Bernardino. Đón xem Asianet TV vào mỗi chủ nhật hàng tuần lúc 5 giờ chiều với những thông tin chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, hoạt động cộng đồng và sự kiện giải trí nổi bật nhất. Asianet TV nâng tầm tiếng nói người châu Á tại Mỹ. Mọi chi tiết bảo trợ, quảng cáo xin gọi về số 310-500-8520, 310-500-8520. Asianet TV.